Tối ngày 24 tháng 6, Việt Anh đăng tải hai hình ảnh tụ họp bên hội bạn thân đình đám Hà Thành gồm Lã Thanh Huyền, Huyền Ly Ri, Quỳnh Nga, Thụy Vân, MC Thái Dũng lên trang cá nhân. Lâu lâu mới được dịp tụ họp, những hình ảnh này nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Trong khung hình, nhóm bạn ai cũng lên đồ chỉnh chu, khoe nhan sắc dạng dở, xinh đẹp. Tuy nhiên, lần này Nettiren chỉ chú ý soi đúng chi tiết về cách tạo dáng của Quỳnh Nga. Có thể thấy, trong bức ảnh, Quỳnh Nga đứng ngoài cùng, mặc quần diên ôm sát. Nàng cá sấu chúa cố ưỡn người, đứng dáng cong veo như muốn tôn vòng ba căng đét, nảy nở. Nestiren cho rằng cách tạo dáng của Quỳnh Nga có phần hơi lố, thậm chí còn cà khịa sợ cô nàng đứng vậy lâu sẽ dễ bị đau lưng. Việt Anh tung ảnh tụ họp của hội bạn đình đám Hà Thành lên trang cá nhân. Nestiren chỉ chú ý chi tiết Quỳnh Nga đứng dáng cong vắt như cố khoe vòng ba một số bình luận của khán giả. Chụp ảnh cứ phải ưỡng ra mới chịu cơ. Có gì đó công công. Chị chỉ thấy công ơi là công ý em yêu. Quần bò cố tỏ ra công nhở. Cá sấu chúa ưỡng trông thấy đau lưng quá. Nettiren tranh cãi về cách tạo dáng của Quỳnh Nga. Trong một khoảnh khắc khác, Quỳnh Nga cũng để lộ rõ dáng đứng chữ công người ép tôn vòng một OF, bức tử, cùng vòng 3, tấn công. Nhờ chăm chỉ tập luyện, Quỳnh Nga sở hữu body nuột nà với ba vòng đáng ngưỡng mộ. Riêng vòng 1, Quỳnh Nga xác nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn. Quỳnh Nga được nhận xét là mỹ nhân xe si đình đám làng giải trí miền Bắc. Ảnh Facebook nhân vật